Về thêm một em đồng von có đồng hồng kim tuyến cho các chị full đầm luôn. Đây mình đứng gần các chị xem nè, những cái màu vàng cho em ha, sẽ là kim tuyến ở trên đầm, rất là sang luôn. Em này sẽ có đúp lót ở trong và không lo bị mỏng nha cả nhà. Riêng hôm nay chị khách nào lên đơn shop sẽ sale tặng cho các chị luôn, giá mới luôn á chị, đầm mới về của nhà em à. Giá này xem như giá làm quen nha. Hôm nay chị nào đặt đơn mã số sản phẩm là 1550 em đang mặc nè, sẽ có giá là 349.000 đồng luôn. Cái mẫu này mà mặc đi tiệc thì thôi rồi khỏi nói luôn ha. Lên form gọn dáng đậm màu sắc hoa văn rất là nổi bật cho mình. Tại vì trên đầm của em toàn bộ sẽ là kim tuyến. Những cái họa tiết màu vàng trên đầm các chị thấy đây, nó đều là kim tuyến nổi phía trên hết. Rất là sang trọng và ở ngoài nhăn nhìn nó sẽ lung linh hơn ở trên line. 1550 sẽ là mẫu váy em đang mang. Và nếu chị nào mua trong bài line này thì mình sẽ được chốt đơn chỉ có là 349.000 đồng. Trời ơi, cái chị kiếm ở đâu váy trung niên hàng thiết kế mà giá đúng như em đang mặc không? Không thể nào có được nha. Hàng bên em thiết kế cho mình không lo đụng hàng luôn. Mã này nhà em may 4 size cho các chị lựa chọn từ 40 cho tới 65kg. Nếu mà chị nào thích mặc đầm cho nó nổi bật một chút xíu, đó đang kiếm đầm đi tiệc nha, hay là mình muốn mặc đi chụp hình, đi chơi chẳng hạn, chốt ngay cho em. Chất liệu là von và cái phần kim tuyến ở phía trên các chị ơi, nhìn nó lung linh cực kỳ luôn ha, màu vàng. Kim tuyến sẽ là màu vàng, em đứng gần cái chị xem nha. Đây, cái tay không có lót nha cả nhà, nhưng mà trong thân đầm em lót hết rồi, không có sợ mỏng đâu. Em sẽ có nhúng liền cái đường chân ngực ở đây cho các chị nữa nè. Trời ơi, chị nào mà một khiêm tốn á, càng nên chọn những cái kiểu xếp ly như này cho em, nó giúp cho mình trong vòng một của mình là được đầy đặn hơn, nâng dáng vòng một cho các chị mình, cái cổ áo cách điệu cũng đẹp nữa. Trời, nói chung là cái kiểu váy này của em thì khỏi chê luôn ha. Mình xem cho em cái màu sắc ưng ý hay không. Lên form dáng gọn đẹp như này và nghe tới cái giá tiền đầm trung niên mà có 349 à. Trời ơi, giá này không mua, mua cái nào bây giờ với chị? Đi tiệc đi chơi siêu size cho em nha. Form sẽ là form xòe và em về đúng một màu này thôi. Chị yêu nào ưng ý thì chốt liền cho shop là 1550 ạ. Đây là form váy nhà em may các chị coi nè. Đó, chuẩn mẫu 100% luôn ha. Mua hàng bên em mình sẽ được kiểm hàng trước thanh toán nha. Giao đến tận nơi hỗ trợ cho các chị xem hàng. Đó, ưng mẫu nào cứ chốt cho em. Hôm nay dồn đơn 600 là còn được receipt được nha. Em sẽ sale trên từng đầm. Đó, bình thường các chị mua váy ha, người ta giảm, ví dụ như tổng hóa đơn ta giảm cho mình 5%. Đó, hoặc là giảm cho các chị khoảng chắc được 20-30 ngàn đúng không? Còn hôm nay bên shop em giảm riêng từng đầm cho các chị luôn. Mẫu này của em đã giảm từ 450 xuống còn 349 ngàn. Là mình thử trừ em coi là bao nhiêu tiền rồi mà tổng đơn 600 ngàn các chị còn được free ship nữa nha. Riêng mẫu này của em đảm bảo các chị mặc vào là siêu sang chảnh, nhất là cái chị trung niên là cực kỳ hợp luôn. Cái họa tiết nè với cái form váy này thì rất là hợp cho cái chị trung niên của bạn em ha. À, đường chị Kim Hồng mình được kiểm tra nha. Mua ở đâu chứ mua nhà em thì cứ yên tâm về chất lượng. Em mặc trên line như nào, khách nhận hàng phải giống như vậy, được kiểm hàng trước thanh toán. Không cần chuyển khoản trước cho em luôn, khi nào nhận hàng kiểm tra ưng ý em mới lấy tiền. Đó, lần đầu tiên biết shop thì cũng không có gì phải lo. Em váy này thật sự là hôm nay cũng gọi là giá làm quen cái chị thôi. Tại vì đây là hàng mới luôn á. 1550 em mặc nha. Mẫu sản phẩm mới về của nhà em, đây là sản phẩm mới nhất chuyến này luôn mà giá chỉ có 349.000 đồng. Trong khi thị trường váy trung niên bây giờ từ 5-700 ngàn không ạ. Em sale 349 với chị coi cái đầu xinh như thế này, mặc đi tiệc cho em rất là sang chảnh luôn ha. Form này lên gọn dáng như chị Ngọc Mai, tại vì nó xòe eo cao mà. Phần bụng phía dưới này các chị yên tâm là sẽ che hết cho các chị luôn. Nói chung là gần như là tuyệt đối khuyết điểm. Tại vì em váy này thứ nhất là cái tay là may tay phồng, thứ hai hay là form eo cao cho các chị mình, mà các chị thấy form nó dài không? Che chân nè, che bụng nè, che đùi nè, che hết luôn. Đó, chị nào ưng thì cứ chốt cho em ha. Dạ đường chị nhanh, nếu mà mình mua càng nhiều thì càng tốt. Em vẫn hay khuyến khích khách gộp đơn. Với tổng đơn hôm nay từ 600.000 đồng nha các chị, mình không có cần phải là mua hàng mới không nha. Tại vì tất cả các sản phẩm bên em đều đang có chương trình sale. Đó, mình có thể mua hàng mới kết hợp với lại hàng sale, hàng lẻ size của nhà em. Cứ tổng đơn 600.000, không cần biết là cái chị mua cái nào hết. Cứ tổng gian 600 lựa toàn những cái sản phẩm mình thích và nhất là phải có size nha. Như em váy này sẽ là 1550. Đó, hàng mới nhà em nè. Trải nghiệm liền tay coi là chất với form như nào. Và lưu ý cho em là mẫu này em về số lượng rất là ít, nên nếu chị nào ưng thì càng phải nhanh tay nha. Riêng em này chị nào mua trễ có thể là không có hàng nha các chị. Mà em này sang lắm, thật. Em khuyên thật lòng các chị
nên sợ em ấy này đi đầu tư cái mẫu này cho em không làm cái chị thất vọng. Đi đâu mặc cũng đẹp hết. Vải kim tuyến nhà em mà không ngứa cái chị yên tâm nha, rất là êm luôn. Giá sale là 349.000, chị đã lên đơn trước 1550 nha. Form xè chị có bụng hả, không lo. Bụng em này cũng che rất là tốt cho mình, không phải lo nha. Về theo mẫu mới cho các chị yêu ha. Em mặc trên người đây sẽ có mã số là 1552 nha cả nhà. Và em này có cái tông màu rất là đẹp luôn á. Màu này các chị yêu mặc siêu sang và trắng da cho em luôn. Rồi tông của nó sẽ hơi màu đỏ hồng một chút xíu ạ. Ngày hôm nay thì shop em giảm giá riêng trên bài livestream này nha cả nhà. Xuất sắc không ấy chị ơi, về cái đồng ren nhìn cái là ưng liền luôn. Ngay từ khi nhìn nó một cái thôi, lần đầu tiên nhìn là cái chị đã mê rồi. Màu sắc nổi bật, em này mặc vô là da trắng hơn rất là nhiều. Đồng thời cái chị thấy không, mặc lên nè, nổi bật sáng da hơn. Sale luôn hôm nay sẽ là 369.000 đồng nha cả nhà. Form váy xòe cho em nè. Em cao 1m6 nha chị Ngọc Hà ơi. Dáng này nó xòe qua, gối của em không ngắn. Ở đây là em cao 1m60. Mình xem thử cái form váy nè, nó sẽ dài tầm là qua gối và ngang tầm bắp chân của em ha. Ren mềm nha chị. Ren nhà em mình mặc không có sợ là ngứa hay là châm chích gì hết trơn á. Em này thì không có kim tuyến nha. Mã 1552 của em mang á thì sẽ là ren hoa trơn cho các chị mình thôi. Với cái chất liệu ren này của nhà em thì đảm bảo cái chị mặc đi đâu cũng sẽ sang trọng hết. Riêng ngày hôm nay shop chốt cho cái chị luôn là 369.000 nha cả nhà. Lưu ý giúp em là chỉ dành cho khách mua trên line này thôi. Tại vì ngoài shop em sẽ không có giảm giá được nha. Em này thiết kế rất là sang, cái chị xem cho em nè. Cái đường chân ngực sẽ có nhúng ly ở đây ha. Mà cái vải nó đẹp lắm. Mẫu này cơ bản cái chị nhìn cái vải không thôi là rất là đẹp rồi. Đem lại gần mình xem. Đây hoa nha, hoa này nó có gân nổi nữa nè. Đó, màu này là màu đỏ hồng á chị Hiếu. Ở ngoài các chị nhìn thấy đỏ và hồng nó hòa với nhau nhìn rất là đẹp và bắt mắt luôn. Ở trên live của em thì có thể một số chị nhìn thì có chị nhìn ra màu đỏ nhiều hơn, các chị nhìn ra màu hồng. Đó, nhưng mà thực tế ở ngoài chắc chắn các chị nhận hàng là ưng liền. Tông màu mới về của nhà em ha. Chất liệu ren nha, form dáng dài cho em qua gối là xuất sắc hơn. 65 cân em có hàng. Mẫu đem về đủ 4 size cho mình luôn. Mã số sản phẩm cho em là 1552 nha cả nhà. Dạ form này không có kém dáng đâu chị, em hay form xè mà. Vậy nãy cái form vậy không? Đó, từ eo nè sẽ xè rộng xuống bên dưới. Những chị nào mình dáng tròn có bụng yên tâm mặc mẫu này cũng sẽ không lo gọi là lộ khuyết điểm của mình ha. Dạ có lót ở trong, tất cả các váy ren, von và chiếc vòng nhà em đều được may hai lớp. Em này bên trong đúp lót cho các chị toàn bộ không lo bị mỏng luôn. Form xòe may kèm túi nữa nè. Trời ơi sang mấy chị ơi, chốt liền đi. Chị nào thích mặc những cái màu gọi là lạ lạ một chút xíu. Đó, thích nổi bật, thích làm tâm điểm thì không thể nào bỏ qua cái bộ này của em. Và ngay trong line này giá chỉ còn 369.000 đồng thôi. Em chỉ áp dụng mức giá này là dành cho chị khách mua trên line. Nếu như mình đặt ngoài livestream của shop thì váy mẫu mang vẫn sẽ hơn 400.000. Giờ mà mình qua trực tiếp shop em, đồng ren này vẫn hơn 400, trời đồng trung niên với thiết kế. Thị trường người ta bán 500-700 không á. Qua bên em là có hơn 400 một váy là khách đã nói rẻ rồi. Mà ngay trong buổi live này luôn, chị nào lên đơn sớm em chốt cho mình luôn còn 369 giá về tay. Tất cả đơn hàng được kiểm tra trước thanh toán. Em này là mẫu mới của nhà em. Đủ size cho các chị lựa chọn từ 40 cho tới 65 cân. Đó, form sẽ là form dài ha. Nếu thích ngắn mình vẫn có thể lên like nha. Chúc chị Ngọc Hà mã số 1552 ạ. Cái phần cổ áo mẫu này đẹp cực kỳ luôn đấy các chị coi nè. Đó, tung cái điểm nhấn ở trên đầm, trời ơi nó sang lắm luôn. Nó cả nhà đi tiệc cho em mẫu này rất là đẹp nha. Đi chơi, đi tiệc cho em chụp hình sống ảo khỏi chê luôn. Form xòe may kèm cho các chị là túi ạ. Bên trong đúp lót không mỏng chị Hà ơi yên tâm. Nếu như mặc váy nhà em mình sợ mỏng xuyên thấu thì không có nha. Von cũng hai lớp, chiếc phong cũng hai lớp và ren để các chị thấy cái phần tay không có lót nè, là thấy nó mỏng đúng không? Cho nên là trong thân đầm em đúp lót từ vai xuống cho các chị luôn, không mỏng chỗ nào, không hở chỗ nào cả. Lên form thì lại càng gọn dáng. Cái đường xếp ly ngực ở đây các chị ơi không phải là đẹp không đâu nha, mà nó còn giúp cho mình là có một cái vòng một trông đầy đặn hơn rất là nhiều. 369.000 chị Nhã Vi có đơn ạ. Một màu duy nhất cho em. Cái kiểu váy này hôm trước em đã về màu đen rồi, và theo yêu cầu của khách thì hôm nay em về theo một màu, màu rất là đẹp luôn. Tông màu đỏ hồng cho em nha, không kén da đâu. Mã số sản phẩm cho em là 1552 nha cả nhà. 4 size cho mình lựa chọn. Chị đã lên đơn sớm có hàng, số này về ít lắm. Cái mã này về rất là ít luôn, size có khoảng tầm 100 đơn thôi. Chị nào nhanh tay là có hàng cho 6 bạn. 1552 kèm số điện thoại nha cả nhà.
Sale rồi chị yêu ơi, mẫu em mặc trên line là có 369 à, tại cửa hàng là 450 nha. Ai mua tại shop của em sẽ có giá là 450.000. Còn ngay buổi livestream này thì sao ạ? 369 thôi, rẻ hơn nhiều ha. 369.000 cho em thôi các chị yêu ơi, form xè nè. Dễ thương ha, form dài, dáng xè rộng cho em, tròn người ấm người em đều có size cho mình lựa chọn luôn. Và ngày hôm nay chị khách nào từ 40 tới 65 cân thì cứ yên tâm lựa chọn giúp shop ạ. Mã số sản phẩm và kèm số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng nha. 1541 là mẫu váy ren em đang mặc nha. Em này với cái form body mới cho các chị rất là đẹp luôn. Mặc lên vừa đơn giản mà lại sang trọng nữa nè. Hôm nay shop sale cho các chị là 349k nha cả nhà ơi. Về thêm mẫu mới ha, dáng đầm body cho em. Bên dưới cái phần chân ren các chị thấy là để khoảng trống nè. Đó, nhìn cái chân của mình trong nó sẽ ăn dàn cái chiều cao hơn. Rồi đầm này của em được thiết kế là cổ đắp chéo, cũng rất là dễ dàng tùy chỉnh cái độ kín hở nha. Nếu như chị nào ưng ý với mẫu body mới nhất của nhà em đây thì mình nhanh tay đặt luôn ở phía dưới. Thứ nhất là hôm nay mình đặt sẽ có cái giá sale là 349.000. Thứ hai nữa là sẽ có được cái size vừa đẹp cho mình nha. Rồi mẫu này sắm về cho em mặc đi đâu cũng được hết. Đi chơi nè, đi tiệc nè, thậm chí cái chị làm văn phòng mình mặc đi làm vẫn rất là đẹp luôn. Mã số cho em 1541 nha chị Minh Nguyễn ơi, em có sẵn hàng cho mình rồi. Hiện tại chị yêu nào từ 40 tới 65 cân thì cứ lên đơn giúp shop ạ. Em đang có sẵn hàng đặt là em giao liền luôn. Nếu như mình trong thành phố Hồ Chí Minh với em á thì khoảng tầm 1 ngày là nhận đơn rồi. Còn dưới tỉnh thì cũng 2 đến 4 ngày nha. Có sẵn đặt em giao nhanh lắm, không có cần chờ lâu đâu. Hiện tại có đủ size cho mình luôn ạ. 1541 nha cả nhà ơi, nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho cái chị nè. Đổi cái form váy mình hỏi không? Mặc lên nè, em mặc là size M nha. Và tùy vào số đo mỗi chị nữa nha, chứ không phải là ai cũng mặc size giống nhau được. Mỗi một chị khách ở đây sẽ có nhân viên gọi tới và tư vấn size. Ví dụ như em nè, em nặng 50 cân, 2m6 thì mình thấy em đang mặc là cái size M của shop em đang may bán luôn, không có may riêng gì hết trơn á, đây là size M. Đó, tùy vào số đo em sẽ chọn cho mình cái size vừa đẹp. Tuy là chất liệu ren này nó không có độ co giãn được quá cao, nhưng em về tới 4 size, tức là 40 tới 65 cân sẽ có hàng. Cho nên chị nào mà ưng mã ren này ha, hôm nay mình đặt sớm để shop có thể tư vấn được cho mình cái size nó vừa đẹp nha. Ngày hôm nay lên đơn giá chỉ 349.000 rồi các chị ơi. Còn hỗ trợ luôn cả phí ship nữa. Thành phố ship 20.000 đồng và ship tỉnh là 30.000 đồng cho em. Đây là em đang mặc trơn thôi. Còn nếu các chị mình thích nổi bật hơn, mình có thể kết hợp kèm phụ kiện nha. Tại do em này là màu đen trơn á, nhiều chị thích đơn giản thì mặc như này cho em là đã rất là ok đẹp rồi. Còn nhiều chị thích nổi hơn, mình có thể kết hợp thêm như là cài áo, thắt lưng. Đó, các chị đeo vô cho em là càng nổi sản phẩm đầm mình lên hơn nữa. Giá sale là 349.000 đồng nha. Em cao 1m60, form dáng váy là nó dài cho em qua gối ạ. Sang làm cái chị ơi, đi đứng bình thường không bó đâu chị Ngô Duyên. Body nhà em á không chỉ là cái chị nhìn cái hình thức là mặc lên nó đẹp đâu, mà nó còn phải thoải mái nữa. Nên là cái chị cứ yên tâm, kể cả lần đầu tiên biết shop, lần đầu tiên mua hàng thì em vẫn hỗ trợ cho cái chị là gì ạ? Tư vấn size trước khi giao và được kiểm hàng trước thanh toán nha. Mình cứ xem like, lựa mẫu mình đơn ý, sau đó mình đặt hàng cho em ở phía dưới. Mã số sản phẩm cho em, kèm số điện thoại đang sử dụng vô cho em nữa là xong cái chị yêu hân. Rồi đầm này của em có giá là 349.000 đồng nha cả nhà. Hàng có sẵn 4 size cho mình luôn, ML, XL và 2XL. 40 cho tới là 65 cân cho em là vừa đẹp nè. Đó, nhanh tay em tư vấn cho cái chị mình luôn ha. Không có màu đỏ chị yêu ơi, màu đỏ em có mấy xòe. Đợt này em có về cho mình là mấy mã ren luôn. Tuy nhiên thì mỗi màu mỗi mã khác nhau. Đen thì em sẽ có cho mình là đây, body ren đen nhà em 1541. Còn thích màu đỏ, mình có thể tham khảo một cái sản phẩm khác giúp em được không? Chút xíu lên cho mình xem thử nha. Rồi đầm này của em có sẵn hàng size từ 40 tới 65 cân nha. Chị nào lên đơn sớm, giá chỉ 349.000 đồng thôi. Thay vì phải qua trực tiếp shop bỏ ra hơn 400.000 thì ngày hôm nay mình chỉ việc xem livestream này, đặt ở trên live không cần đi đâu hết. Giá lại ưu đãi ha, chỉ có 349.000 nha. Nhận hàng kiểm tra trước thanh toán cho em ạ. Mã váy ren này của em cái chị yêu mặc đi đâu cũng đẹp nha, và đơn giản mặc không lao đổi thời. Cổ em là cổ đắp chéo nè, tùy chỉnh kín hở tùy theo sở thích của mỗi chị luôn. Body ren em mặc có mã số là 1541 nha cả nhà. Em lại gần mình xem kỹ cái phần ren hoa của nó nè.
Này, ren hoa, cái chợ ren hoa đồng tiền sang quá à. Giá sale rồi chị, 349 là giá đã sale rồi. Chưa sale em vẫn bán là phải tầm hơn 400. Nếu mà qua trực tiếp shop em này thấp cũng phải là 450. Đó, còn đúng là 490 là bình thường em hay sale. Riêng hôm nay nha, giá về tay dành cho khách của em là 349.000 đồng. Chị nào vô tình xem trúng like này rồi thì mình nhanh chóng đặt luôn nè. À. Hàng có sẵn cho các chị yêu nhá, 1541 cho em ạ. À. Ai chưa có bình luận cho em mà luôn ở bên dưới ha. Size 2X mẫu này mình đặt cho em size chuẩn leo 84 chị yêu ơi, có sẵn hàng rồi. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size luôn. Mã số sản phẩm nè, kèm số điện thoại cho em là được ạ. À. 1541 cho em nha. Chị Thảo Trần có đơn nè, chị Minh Nguyễn có. Rồi ai chưa có mẫu này cứ bình luận cho em ở bên dưới nha. Shop giao đến tận nơi và hỗ trợ cho các chị yêu là xem hàng trước thanh toán luôn ha. Chị yêu nào thích đập ren thì hôm nay shop về thêm một em váy ren xòe cho mình nha. Kết hợp với tông màu đen có nhiều ô sang xịn mịn cho mình luôn. Vừa mặc không những là không kén dáng nào mà cũng không hề kén da. Em chào chị Thu Hiền hả? Có đủ size chị hàng mới mà. 1548 là em mới về luôn đó. Đang nằm trong một sưu tập mới nhất hiện tại của bên em. Trời ơi, nhưng mà giá sale với chị. Nếu mà ren này mà shop khác bán phải 5-700 đúng không? Rồi bây giờ đặt ngay trên bài livestream này em sale tặng cho các chị luôn ha. 349.000 nha cả nhà ơi. Phong xòe rất là đẹp luôn. Em này đang có đủ size cho các chị yêu lựa chọn ha. Với mã số 1548 hôm nay các chị yêu đặt hàng chỉ với 349.000 đồng thôi. Phong xòe cực đẹp cho mình. Cài đặt chân váy nè. Độ xòe rộng của nó vừa đủ để các chị mặc lên vừa trông gọn dáng hơn, mà lại không quá kiểu như là xòe phồng. Nhiều chị trung niên á lại không thích mặc xòe quá phồng. Đó, cho nên là em thiết kế cái mẫu này là cái độ xòe vừa phải cho mình luôn. Vừa đủ sang trọng mà lại có thể giúp mình là tôn dáng hơn nè, che bụng cho các chị tốt ha. Đó, ưng mẫu này của em thì cứ chốt nha. Mà với cái tông màu đen này thì thật sự là không cần phải giới thiệu nhiều luôn cả nhà. Vừa sang trọng vừa dễ mang nữa. 349.000 trên like chị Tuyết ơi, mã số giúp em chưa ạ? À? Lấy mẫu em mang trước 1548 nha cả nhà. Em này có thiết kế là cổ tim nè, tay lỡ nè, rồi à tay ngắn nha. Rồi form váy xòe dài cho em cao 1m60 thì cái chị yêu thấy đây, form dài cho em là qua gối và tầm ngang bắp chân ha. Ren hoa đẹp cho cái chị luôn. Đây em lại gần mình xem đó, cận cảnh luôn. Cận cảnh này đứng xa gì các chị ơi, đầm này nó vẫn đẹp không chỗ chê luôn. Giao hàng toàn quốc nha chị Mỹ Luyến ơi, mình ở đâu ạ? À? Đây mình xem gần cái ren hoa cho em nè. Và váy em sẽ may đúc lót ở trong, không lo mỏng nha các chị. Mình thấy cái vai nè, ở trong thân đồng nè, với cái tay áo nè là khác nhau hoàn toàn đúng không? Đó, ở chỗ nào cần kín đáo em đã lót hết cho các chị mình rồi. Hàng có sẵn đủ size ML, XL và 2X nha. Form là form xòe nhẹ cho mình. Và cái ren này của em cũng là loại ren mềm mà không hề cảm giác là châm chích hay là ngứa ngáy khó chịu nha. Chị nào nhận hàng mà nói là nó ngứa hay là mặc không êm á là em không lấy tiền các chị luôn. Thật sự em hỗ trợ cho mình kiểm tra hàng nè. Mua váy nhà em thì không cần lo về chất lượng luôn. Lấy mẫu đầm này chỉ việc đặt ngay trên like của em. Mã số sản phẩm là 1548 nha cả nhà. Em có màu này thôi. Form đẹp đẹp ha. Form xè cho các chị lên là che dáng tốt. Màu sắc màu đen này trời ơi, các chị ơi sang trọng khỏi nói. Cái tông màu quốc dân này thì chị nào mang cũng hợp. Trẻ mang được, trung niên mang được, không có thấy chị nào gọi là kén cái màu đen này hết trơn á. Mà mặc lên lại càng tôn da gọn dáng mình hơn nữa. Em này thì sẽ là một cái váy xè trơn, em không may kèm túi nha cả nhà. Đó, xè trơn cho em ha. Bên trong đúc lót rồi khóa sau thôi chứ không có túi. Nếu như đi tiệc mình có thể mang kèm một cái túi xách giống như em đây sẽ rất là đẹp và sang trọng luôn. Màu em mang là màu đen trơn nha chị Thanh Ngọc ơi. Em này sẽ không có kim tuyến gì hết nha. Đen trơn, đen ren hoa thôi. Đó là một cái váy ren hoa trơn giúp em thôi. Còn nếu như mình đang tìm một cái sản phẩm ren kim tuyến em cũng có luôn. Em có về một cái mẫu ren kim tuyến nhưng mà là một cái kiểu váy khác, hoa văn khác, mã số khác và dáng đầm nó cũng khác nhau. Mình đợi em một xíu nha. Bây giờ tập trung cái mẫu váy 1548 em đang mặc trước cái đã. Chị nào ưng thì ngay bây giờ mình đặt luôn. Tại vì ngoài like của em sẽ không có còn giảm giá. Nếu như hôm nay chị khách nào qua trực tiếp shop em thì mẫu này vẫn bao nhiêu ạ? Hơn 400.000. Còn bây giờ đặt hàng là rẻ nè. Ngay trong like của em, lúc nào cái chị mình đã xem livestream đặt hàng thì tất nhiên phải ưu đãi hơn. Ngay bây giờ em sale tặng cho mình là 349.000 đồng. Sở hữu ngay một em đồng ren thiết kế mới của nhà em, không kén da kén dáng và có đủ size cho các chị lựa chọn luôn. Ở đây em mặc là size M nha, form váy đây.
phong xòe nha chị Hà Liên ơi, phong xòe không bị kén phong nha. Mình tròn người hay là ốm người hay kể cả bụng tròn bụng to thì vẫn mặc được cho em ha. Tại vì hầu như với chị khách là lúc nào cũng kêu em tư vấn cái mẫu nào mặc để mà che khuyết điểm, đặc biệt là bụng, hầu như là ai cũng che bụng hết trơn á. Đó, thì cái mẫu váy này của em nè, thứ nhất là phong xòe, thứ hai là tông đen trơn, cái chị mặc cho em là auto che khuyết điểm tốt, không phải lo lắng gì hết nha. Đó, màu này của em da trắng da ngâm thì cứ vô tư chốt đơn ạ. 349.000 chị Diễm Trinh ơi, có sẵn hàng rồi. Em đang có sẵn cho mình là 4 size luôn chứ không phải là một size. Đầm này là hàng mới. Em có M, L, XL và shop có luôn cả 2X. Chị yêu nào dưới 65 cân cho em thì cứ chốt ạ. Mã đầm là 1548 nha cả nhà ơi. Form xè dài cho em qua gối ạ. 349.000 đồng nha. Duy nhất chỉ áp dụng cho khách đặt ngay trên bài livestream này của shop em. Ngoài like sẽ không được giảm giá. Nếu như chị yêu nào qua trực tiếp shop vẫn sẽ bỏ ra là phải hơn 400, tầm 450. Thì hôm nay các chị đặt luôn cho em bao nhiêu ạ? 349.000 thôi. Trừ ra cho em thì nhẩm nhẩm là cũng phải tầm cả 100.000 mình được giảm rồi nha. Rất là rẻ luôn. Chưa kể là nhiều đồng khác em vẫn đang sale. Có thể gộp đơn cho em 600 để được free ship nữa nha. 1548 và kèm số điện thoại cho em. 1496 là mẫu vest mango gân em đang mặc trên người nha. Em này có cái màu rất là ngọt ngào luôn. Với mã số này thì hôm nay shop giảm còn 249.000 nha các chị, xinh không? Màu này các chị yên tâm không có đụng hàng đâu. Em này có cái màu rất là đẹp luôn cả nhà, kiểu như là nó hơi hồng hồng cam cao một chút xíu. Không biết là trên điện thoại các chị yêu xem nó như thế nào nha, chứ còn ở ngoài màu rất là cưng luôn. Lên form các chị mặc lên á, nhìn da trắng hơn nè, và nó cũng giúp mình trông trẻ trung hơn nữa. Riêng mẫu vest này của nhà em, chị nào đặt đơn hôm nay giá chỉ 249.000 đồng thôi. Bình thường để mà sở hữu được mẫu vest em mặc đây, hàng mango gân cao cấp như này thì cũng phải tầm hơn 400 đúng không? Ngày hôm nay chị đã lên đơn, em để giá là 249 luôn, cố gắng đặt sớm nha. Hàng có sẵn cho các chị mình luôn ạ. Từ 40 cho tới là 65 cân mình lên đơn đặt hàng cho em ha. Giao đến tận nơi và hỗ trợ xem hàng với chị Ngọc An ơi. Tất cả sản phẩm bên em luôn. Đó, chỗ các chị yên tâm về cái chất lượng nha. Em giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán ạ. Như mẫu em mặc nè, nó sẽ có mã số là 1496 nha. Cái màu này thì các chị yên tâm cho em là nó không có kén da ha. Đó, lại gần mình thấy cái đường ghen vải rõ không cả nhà, siêu sang luôn. Riêng hôm nay nhà em giảm giá cho mình nha. Chị nào chưa có thì bình luận nhanh tay giúp shop ạ. 1496 nha cả nhà, cố gắng mình lên đơn sớm giúp em ha. Dạ có đúng, một hàng cúc ở phía trước này là em trang trí cố định không cần phải tháo. Nút này là em đính sẵn cho các chị mình luôn rồi ha. Cái hàng cúc này mình không cần phải tháo ra khi mà các chị mình mặc vô nha. Với lại khi mình đứng nghiêng á, nó cũng không có bị hở cái chỗ này nè. Đó, em sợ mình mặc hở cho nên là em mới đính trang trí thôi cho đẹp thôi. Nhiều chị thích có hàng cúc đằng trước. Đó, thì em đính cố định cho mình luôn, không cần tháo ra đâu. Còn mặc thì vẫn là kéo khóa sau lưng giúp em ạ. 1496 nha cả nhà, form váy dài cho mình nha. Trời, vải mát mình cực kỳ luôn. Đang sale còn 249.000 đồng. Và shop có sẵn hàng đủ size cho mình lựa chọn. Chị yêu nào 40-65 cân, nhanh tay đặt ngay cho em ở bên dưới ạ. Chỉ cần bình luận cho em thôi, không cần làm gì khó hết trơn á. Không cần qua trực tiếp shop nha, chỉ cần ngồi ở nhà xem trên điện thoại, đặt ở trên điện thoại thôi mà giá lại còn rẻ hơn nhiều. Như em váy này đi, bây giờ qua shop em cũng phải hơn 400.000. Ở nhà đặt hàng có bao nhiêu ạ? 249 nha. 249.000 thôi đó chị Minh Ngọc ơi, rẻ không? Thật sự luôn là nghe 249 là nhiều khách cũng không tin. Tại vì bây giờ một cái áo sơ mi thôi là cũng đã hết vài trăm ngàn. Huống hồ chị em đang mặc là cả một cái đầm vest mà còn là hàng trung niên nữa. Giá hôm nay của em là giá tặng nha các chị yêu ơi. Vừa bán vừa tặng cho mình mẫu vest này luôn ha. Xem như là giá tặng để các chị mua trải nghiệm. Đối với chị nào mà khách mới ha, thì em thấy là cái giá 200 mấy rất là xứng đáng để mà các chị mua làm quen, mua trải nghiệm luôn. Vải thì đẹp nè, màu sắc hoa văn vừa lạ mắt vừa sang trọng. Lên form các chị thấy không, lên là gọn dáng cho mình luôn. Em sẽ may phần eo cao phía trên ha. Chị nào ưng chốt giúp em là 1496 nha cả nhà. Đó, form xè cho mình ở bên dưới nè, cũng không xè quá đâu. Cái này em cũng may xè vừa thôi. Kể cả các chị trung niên mặc vẫn được nha. Cơ bản là nhà em là thời trang trung niên. Đó, nhưng mà cái màu này em thấy á, cái màu nó không có bị dù tuổi. Nên nếu mà chị nào trẻ trẻ nha, bon cho em cái mẫu này cho em cũng được luôn ha. 249.000 đồng chốt cho chị Quỳnh Anh luôn ạ. 1496 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. 1m60 em mang váy là nó sẽ dài qua gối như thế này nha. Đó, hàng có sẵn cho mình luôn rồi. Line này của em có 249 nè, chị nào bỏ lỡ rất là tiếc luôn. Ai nhanh tay có đơn giúp em ha. Màu này chị mới nhận đẹp là
lắm nè. Rồi cảm ơn chị Trúc Ngân rất là nhiều nha. Đó, khách em đã nhận hàng và đã cho review rồi. Nếu hôm nay chị là khách mới, mạnh dạn mua thử đi. Em hỗ trợ cho mình là xem hàng trước luôn nha. Khách mới lần đầu tiên mua không có gì phải lo hết. Bên em không yêu cầu mình chuyển tiền. Các chị cứ đặt hàng trên line, shop sẽ tư vấn chọn size vừa rồi em giao đến nơi. 2 đến 4 ngày sau mình cầm hàng ở trên tay, mở ra xem thấy mà đúng như em đang giới thiệu, đẹp như em đang quảng cáo thì cái đó các chị trả tiền. Có 200 mấy các chị ơi, thật sự rất là rẻ. Nếu như đầu này em vẫn bán bình thường là hơn 400 thì mình mua làm quen thì giá cũng hơi cao đúng không? Riêng hôm nay sale 249.000 quá rẻ luôn đúng không? Đó, đầu tư em này mặc đi làm đi chơi gì cũng được ạ. Lấy bộ đầm em mang chốt mã số 1496 nha cả nhà. Giá sẽ là 249.000 nha. Chị yêu nào chưa có bộ này bình luận nhanh tay giúp shop ạ. Và vải này của em là mango gân đó chị, ở trên đầm á. Cái vải này nó sẽ có những cái gân vải mà trên like các chị không thấy rõ nha. Ở ngoài nhìn rõ hơn. 249.000 chị Trần Nhiên có đơn luôn ạ. Chị yêu nào chưa có thì bình luận cho em ha. Form xòe, dáng đồng xòe nhẹ nhàng không kén form bận luôn. Mình tròn người hay ốm người shop đều có size ạ. Giá sale là 249.000 đồng. Chị nào dưới 65 cân cho em mình chốt nha. Mã số sản phẩm cho em là 1496 ạ. Thế bộ em đầm body đuôi cá cho các chị mình, em này sẽ có cái chất liệu là von mềm ha. Hiện tại thì đang sale với mức giá rất là ưu đãi luôn. Nếu như chị nào nhanh tay đặt ngay trong buổi livestream này của em, ui số lượng sắp hết rồi mấy chị ơi. Tình hình là mẫu này số lượng em còn rất là ít nha, em thông báo luôn cho các chị mình là em còn cho các chị là đa số là size M thôi. Đa số em còn cho mình là size M nha. Size L còn có 6 đơn à. Size L đúng 6 đơn là em hết. XL 2X mỗi size còn trên dưới 20 đơn. Riêng size M em còn cho mình là trên dưới 50 đơn nữa. Là shop chính thức hết hàng của sản phẩm này. Ngay hôm nay chị nào ưng thì em sẽ giảm luôn là 199.000 đồng. Và em còn cho các chị mình số lượng rất ít như em vừa thông báo đó. Chị nào nhanh sẽ có hàng nha. Đầm em mặc đây chất liệu là von à, mềm lắm. Vậy von vậy em chị nào mà đã mặc qua rồi là ưng ngay. Lần nào về hàng cũng kiếm von hết trơn á. Đã mặc qua von lụa rồi là chắc chắn các chị sẽ muốn mua thêm. Riêng hôm nay ai chưa có thì em sẽ sale tặng, coi như sale tặng ha. 199.000. 199.000 đồng cho em cả nhà ơi, tranh thủ lên đơn sớm ạ. Mã số sản phẩm là 1544 cho em nha cả nhà. Chất von mềm mặc rất là thoải mái luôn ha. Ai nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình nha. Nền đen họa tiếp bi màu trắng cho các chị, đây mình xem gần cho em. Cái chấm bi đợt này kích cỡ nó to hơn đợt trước ha. Đợt trước em có về bi nhỏ đúng không? Nhưng mà là dáng xòe. Hôm nay em về bi to hơn và dáng body, không có đợt nào giống đợt nào hết trơn á mấy chị. Cho nên mình có mua váy nhà em mà mua hoài, đợt nào cũng mua thì cũng không bao giờ mua trùng ha. Tại vì mỗi đợt em về kiểu dáng khác nhau mà. Em này là dạng là phần hông em may hơi phồng một chút xíu, nên là khi mà cái chiều mặc vô tạo cảm giác eo mình nhỏ gọn hơn. Đó, bên dưới thì có thêm một cái tành đuôi cá nhẹ nhẹ nữa nè. Đi đứng rất là thướt tha luôn. Sale còn 199.000. Chị Ngọc Vy ơi, em chỉ sale trên like thôi nha. Chị Minh Ngọc chúc 1544. Chị Nguyễn Diễm cho chị mẫu này size 2XL, em chị 82. Rồi, có size 2X nhưng mà chị ơi đặt mã giúp em với. Em còn có khoảng tầm trên dưới 20 đơn nữa thôi. Nên nếu mà mình đặt hàng mà không đúng thông tin mà đặt trễ quá em sợ không có hàng nha. Không về lại. Mã này em chỉ có bao nhiêu sale hết là em ngưng em bỏ mẫu luôn. Nên là đợt sau á các chị ơi, nhiều khi mẫu nào mình thích á, rút kinh nghiệm cho mình đặt trước đi nha. Rút kinh nghiệm thấy hợp đồng nào mà ok nè, hợp với lại cái sở thích của mình nè, màu mình ưng ý và nó đang có cái size của mình luôn á, thì mình đặt liền cho em chứ đừng có chờ em sale như mẫu này bình thường 300 hơn đúng không. Hôm nay sale 199 nhưng mà mỗi size có vài đơn thôi, có thể là chị nào mua chậm hôm nay là đã hết size rồi đó. Đặt trễ trên cái line này của em là đã hết hàng rồi chứ không cần chờ đến ngày hôm sau nha. 1544 cho em nha chị Ngọc Yến ơi. 70 cân hả chị, em sợ không vừa, mình đo thử eo đi. Tại vì váy này của em mất chất von, em không dám trừ hao nhiều. Tối đa cho em khoảng 2X là tầm eo 84-85 cho em nha. Đo thử cho em phần eo có thể vừa nha, nếu mà mình cao. Đó, đo thử cho em đi chị. Mỗi chị mỗi dáng khác nhau mà, cân nặng, chiều cao, số đo bao vòng, mình cứ đo thông tin cho em đầy đủ. Sau rồi shop sẽ tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình ha. 40 cho tới là 65 cân vừa nha cả nhà. Chị yêu nào chưa có mẫu này bình luận nhanh tay giúp em ha.
Mã số sản phẩm nè, kèm số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. 1544 và kèm số điện thoại cho em nha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị luôn ha. 2XL bao nhiêu vậy shop? Dạ eo tầm 84-85 nha chị. 2XL eo tầm 84-85 cho em là ok. Có lót ở trong chị ơi, tất cả các váy von, váy ren và chiếc phong nhà em á đều là hai lớp hết nên là mình cứ yên tâm lựa chọn nha. Rồi mã số sản phẩm cho em ạ. 1544 kèm số điện thoại nha cả nhà ơi. Chất liệu von mềm mặt mát nè. Đó, form cho các chị là form ôm body, nhưng mà mặc lên các chị thấy đó, em đi đứng em cử động nó rất là dễ luôn, tại vì nó không có bị ôm bó đâu ạ. Dáng là body cho mình thôi ha, nhưng mà phần hông em may rộng nè, đây phần hông các chị thấy không, chứ không phải là hông em mới trào được vậy đâu, mà em tạo kiểu cho các chị phần hông nó sẽ hơi phồng một chút xíu. Bên dưới lại là một cái tình đuôi cá, đi đứng rất là dễ cho em luôn. Eo 74 lấy size lời cho em nha chị Vân người. 1544 và kèm số điện thoại cho em là được ha. Cố gắng mình lên đơn sớm để shop tư vấn ạ. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán cho em nha. À, một cái size M cho chị Ngọc Mỹ địa chỉ cũ 1544 và ok. Nhận hàng được kiểm tra không em? Được nha chị Hồng Ân. Tất cả đơn hàng bên em đều được xem trước thanh toán. Em sẽ giao hàng đến tận nơi mà mình không cần đi đâu hết. Bây giờ nha, chỉ cần xem like của em, ngồi ở nhà xem live stream đặt hàng vậy thôi là em sẽ giao đến tận nơi cho các chị mình luôn ha. Mà còn rẻ hơn là qua trực tiếp shop mua nữa mà. Ở nhà xem like còn rẻ hơn nhiều. Lấy mẫu nào thì bình luận cho em ở phía dưới nha. Mã số sản phẩm và kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Nhanh tay shop tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình ha. Body da rắn nha, mặc trên người các chị ơi. Mã số sản phẩm là 1479 ạ. Trời, hôm nay có cái họa tiết rất là lạ mắt luôn ha. Nếu mà chị yêu nào ưng ý thì nhanh tay đặt luôn. Và hôm nay đang có chương trình giảm giá nè, chỉ với 199.000 đồng thôi các chị ơi. Hôm nay sale mẫu đầm body họa tiết độc lạ này của em giá là 199. Và chỉ cần các chị đặt ngay trên line này thì sẽ được giảm nha. Không phân biệt là khách mới hay là khách quen luôn với chị. Đó, chỉ cần đặt đúng thông tin cho em. Thứ nhất, mã số sản phẩm. Thứ hai, số điện thoại là có đơn thôi. Em này có cái phần màu sắc cũng rất là lạ luôn ha. Họa tiết nghe tên thôi thì thấy đáng sợ đúng với chị. Nhưng mà khi mà mặc lên form á, sang cực kỳ luôn. Đây nè, họa tiết da rắn. Ôi, nó hơi bị sáng quá, để em chỉnh xíu xuống nha. Rồi, em mặc trên người là 1479 nha cả nhà. Riêng buổi live này em chốt là 199 á chị Ngọc Khuyên ơi, rẻ không? Rồi em này hàng vải đẹp nha. Cái bộ của em á, vải này gọi là hàng hiếm luôn. Đã bị lâu lâu mới có hàng. Không phải là chuyến nào, lô hàng nào em về cũng có cái vải satin này đâu. Nhiều khi 3-4 đợt hàng mới có. Hôm nay chị yêu nào mà chưa từng sở hữu đồng satin lụa nhà em thì mình có thể mua trải nghiệm em váy này. Vì giá đang sale rất là rẻ luôn, chỉ có 199.000 thôi cả nhà ơi. Đây, form body cho cái chị mình nha. Em này đặc biệt là nó sẽ có cái cổ sơ mi. Body em thì nhiều lắm, body cổ tròn, cổ tim, cổ chéo. Riêng em này có cái thiết kế là cổ sơ mi thì cái chị yêu mình hoàn toàn có thể mặc đi làm. Vừa sang trọng vừa lịch sự, họa tiết lạ mắt, em này hàng độc lạ luôn nha. Không có đụng hàng đâu mấy chị yên tâm. Tại vì form váy này thì em lên cho mình luôn. Lên cho cái chị mình thứ nhất là cái màu sắc hoa văn nè, lựa từng khúc vải nè, từng cái màu sắc nè, rồi lên cho các chị mình thiết kế từng cái form đầm. Mã này em về cho mình 4 size, chị nào ưng thì mình chốt cho em là 1479 nha, có 199 nè. Thật sự là các chị nếu mà thấy thích kem váy này nhanh, ưng cái kiểu cái màu hay là cái form đầm này thì mình nên đặt luôn giúp em trong cái line này luôn. Tại vì qua đợt hàng sau em sẽ về là một loạt hoa văn kiểu dáng khác chứ không có may thêm cái váy này đâu. Với lại thị trường các chị tìm cũng không có. Hàng nhà em may mà, ở trên váy này có tem bạc nhãn mát của nhà em, đâu có lo đụng hàng đâu, mà còn yên tâm về cái chất lượng nữa. Chị Thanh Tâm, size L nhà em hỏi chị, size chuẩn cho em mẫu này eo tầm 74 nha. Đầm này em may cho mình là 4 size và cứ như lựa cho em là trên cái số đo size chuẩn em hay bán là 40 cho tới 65 cân. Nếu như hôm nay chị nào khách mới lần đầu tiên mua hàng thì mình cũng không có gì phải lo. Bên em sẽ tư vấn size cho mình. Mẫu váy em mặc có mã số là 1479 nè. Hàng satin nha các chị ơi, hàng satin rất là hiếm luôn. Vải này mặc lên nha, mát mẻ nè, nhẹ nhàng, và khi mà các chị rờ vô như này nè, trơn láng luôn. Vải mặc êm lắm. Đồng này của em là khách nào nhận cũng khen hết trơn á. 1479 nha chị Ngọc Hà. Em chưa thấy chị lên đơn đúng cái mã số. Mình đặt mà thiếu thông tin như là mã đầm hoặc là số điện thoại là sẽ chưa được lên đơn. Tại vì nhà em á, bây giờ nha, hơn
1.500 mẫu váy rồi. Đây là 1479 của bên em, màu lạ đúng không? Màu sắc rất là lạ luôn. Họa tiết sang trọng cho các chị mình, đúng một mã này là da rắn cho các chị mình thôi. Lô hàng tiếp theo nếu như được nha, có vải mới về em sẽ may thêm cái họa tiết da rắn màu khác. Còn lô hàng này em chỉ có đúng một màu duy nhất em đang mang. Màu này các chị thấy là nó sẽ phối khá là nhiều màu sắc nhưng mà tổng thể nhìn nó cực kỳ hài hòa chứ không có bị là lòe lòe, không hề kén nha. Dạ 199 đó chị Ngọc Như, rẻ không? Rẻ là phải chốt đơn liền nha. Em đang có đủ size cho mình luôn ạ. Từ 40 cho tới 65 cân các chị yêu cứ lên đơn nha. Ở đây em đang mặc là size M cho các chị yêu nè. Rồi đây là size L này cả nhà. Đó, nó khác là nó to hơn thôi. Cùng một mã số sản phẩm nha. Em may cho mình là 4 size. Nếu như chị yêu nào mình nè chưa từng mua váy nhà em, mình chưa biết là lựa cái size nào, thì trước tiên mình cứ đặt cho em mã số sản phẩm trước kèm theo cái số điện thoại và nhớ chia sẻ like cho em để chốt cái giá 199. Chứ đơn nào mà không chia sẻ, chị nào đặt hàng không có lượt chia sẻ là phải hơn 400 ngàn em không sale được nha. Giá sale 199 chị dành cho khách đặt ngay trên like này và có chia sẻ like cho em 3 lần nha các chị. Điều kiện đơn giản ha. Đây em này size L nè, là dành cho chị nào khoảng 50-55 cân. Em thì 50 cân em mặc size M. Đó tùy dáng nha. Mình cứ yên tâm đặt hàng, có mã có số điện thoại, size số bao nhiêu sẽ có nhân viên tư vấn nè. Chỉ 199 ngàn có ngay một em đồng satin vải đẹp cho các chị mình luôn ha. Mã số sản phẩm cho em váy này là 1479 nha cả nhà ơi, không sale tại shop ạ. Nếu như chị yêu nào qua trực tiếp cửa hàng em, váy này vẫn sẽ đang bán là hơn 400 ngàn. Em bán trên line 199, khỏi cần đi đâu, giá rẻ hơn nhiều luôn ha. Chỉ cần đặt đúng thông tin cho em, có mã, có số điện thoại. Hàng satin lụa form dáng body rất là sang. Khóa kẽ phía sau nè, đây. Đây mặt nhãn mát cho các chị đầy đủ như này. Nhận hàng cứ kiểm tra, em giao đến nơi là các chị cứ xem hàng nha. 100% hàng giao chuẩn mẫu cho các chị luôn. Mã số giúp em 1479 nè. Em chỉ có một màu này thôi nha. 1523 là mẫu váy em đang mặc nha. Em này với cái họa tiết hoa băng 3D rất là đẹp luôn. Cái màu cũng nổi nữa các chị xem, tuy là nền đen nha nhưng mà đã có những cái hoa màu xanh đó cả nhà thấy không nè. Đó có những cái hoa màu xanh coban nổi với trên đầm, trời ơi xuất sắc mấy chị ơi. Có nhiều đồng 319 à. Chỉ với 319 ngàn thôi mình đã có ngay một em đồng thiết kế mới của nhà em rồi. Form váy xòe dài, chất liệu là von và được may kèm cho các chị lót ở trong nha. Đang sale còn 319 và em có đủ size cho mình lựa chọn luôn. Ngày hôm nay chị nào trong khoảng tầm 40-65 cân mình có thể lên đơn giúp xó bạn. Eo 84 quay đầu cho em là được nha. Chị nào chưa có mẫu này bình luận nhanh tay cho em ạ. Mã số sản phẩm và kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nha. Đồng này của em chất von nạc form dài, thước tha chưa? Trời ơi lấy mẫu này phải chốt đơn liền nha. Số lượng em có không có nhiều đâu. Nếu như hôm nay chị nào còn đắn đo suy nghĩ, em sợ là ngày mai ngày mốt cái chị họ lại nó hết hàng đó. Cố gắng mình lên đơn cho em luôn. Cổ là cổ tròn nè, tay ngắn ha. Form này đơn giản, mình mặc không bao giờ lỗi thời. Cái chị yêu sắm em này về hôm nay, năm nay mặc xong, năm sau mặc tiếp vẫn được luôn ha. Không bao giờ lỗi thời mốt. Tại em biết bình thường cái chị mua váy á, là đa số nha, mặc có một lần hai lần là cất tủ rồi ha. Cái qua năm sợ lỗi thời đúng không? Em váy này cái chị mặc hoài cho em luôn. Mặc đi chơi đi tiệc chán rồi, ở nhà cái chị mặc cũng ok thoải mái. Form dài cho em thước tha luôn, đạt xinh ha. Chốt đơn mẫu này cho em mã số là 1523 nha các chị, 1523. Em có size chị ơi 40-65 cân nha. Ở đây mặc là size M. Ở đây mặc là size M nha. Và chị nào dưới 65 cân cho em thì cứ chốt ạ. Mã số sản phẩm giúp em là 1523 nha cả nhà. Lấy mẫu nào lên đơn sớm để shop tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình nha. Chỉ sale trên like, không áp dụng giá bán này bên ngoài ạ. Cố gắng mình lên đơn sớm giúp em nha cả nhà. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng cho các chị luôn nè. Phong dài cho em là qua gối nha. Đó, khóa kéo vẫn được may phía sau lưng. Dáng đồng này thì chị nào mang cũng hợp. Mình cao 1m6 thì mặc như em là cũng ngang bắp chân. 1m4, 1m5 thì dài hơn một chút xíu. Còn cỡ 1m65, 1m7 thì khi mà diện em này cũng không có bị ngắn quá nha. Không có màu khác chị ơi, mẫu này chỉ có nền đen thôi. Chị thích hoa giống em mà dạng hoa 3D này mà màu khác đó hả? Không có. Shop chỉ có duy nhất một mẫu hoa 3D là tông hoa em đang mặc đây. Nền đen hoa cho các chị nè. Đó, nó có hoa ẩn và nó có hoa hiện, chứ không phải là in đều như nhau nha, mà có hoa cái nổi lên cái ẩn bên trong. Nhìn vô nó có cái chiều sâu rất là đẹp luôn. 319 ngàn chị An Nga ơi, chốt mã số giúp em ạ. 1523 kèm số điện thoại nha cả nhà.
Mẫu em mặc trên người đây, mã số sản phẩm là 1523. Chị nào chưa có mình lên đơn sớm giúp shop nha. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán ạ. Em có cho các chị yêu là size M, size L, XL và 2X nè. Giá tại shop là hơn 400. Và trên line này em chốt cho mình thì chỉ có là 319.000 thôi. Tức là các chị sẽ được giảm đâu đó là cũng phải tầm hơn 100.000 nếu mà các chị đặt trên line của em. Đó, bình luận nhanh tay em tư vấn ạ. 1523 và kèm số điện thoại cho em ha. Nhanh tay shop tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình nha. Đừng quên là chia sẻ like cho em mỗi chị là 3 lần nè. Mình có thể chia sẻ cho em là lên trang cá nhân hoặc là lên trang của hội nhóm đều được nha. Ai nhanh tay sẽ có đơn, ai chậm tay là hết nha. Mã số sản phẩm cho em là 1523 nha cả nhà. Mẫu em mang có mã số là 1523 nha. Rồi nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình nè. Cú pháp đặt hàng cho em là mã số và số điện thoại, cũng như là các chị mình đặt sớm ở trên line để có cái size vừa đẹp cho mình ha. Em mặc trên người là 1523 nha. Ai lên đơn sớm là có và ai lên đơn chậm là hết nha. Em không có về thêm đâu. Size 2XL mẫu này eo 84 chị ơi. Mình cứ đặt cho em là size chuẩn nha. Váy mẫu em mang trên người đây là 1523 là size chuẩn luôn. Đó, bình thường mình mua đồ của shop size nào thì cái mẫu này các chị cứ mua theo cái size đó giúp em là ok nha. Đây form xòe. Xin ha, chúc sớm em tư vấn nè. Mã hàng kèm số điện thoại cho em nha. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nè. Chị My Nguyễn lấy 1523 nè. Chị Minh Thư một cái size M và ok luôn. Mã số sản phẩm và kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Cố gắng mình lên đơn sớm để shop tư vấn nha. Một màu duy nhất, không có màu khác nè. Von hoa 3D giá tại shop hơn 400. Và trên line này em sale tặng cho mình là 319.000 nha. Mã số sản phẩm và kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. 40 cho tới 65 cân là vừa đẹp nha. Cố gắng mình lên đơn sớm giúp shop ạ. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán giúp em nha. 1523 và kèm số điện thoại cho em nè. Chị Dương Hoài chốt 1523 và ok luôn. Rồi mã hàng cho em chị Tuyết Nguyễn ơi, em chưa thấy hả? Mình đặt đúng cú pháp cho em là sẽ có nhân viên tư vấn size cho mình liền nha. Sắm đầm vest đi làm cái chị ơi, mẫu này cực kỳ sang luôn á, mà đẹp như này thì đi chơi đi tiệc cũng được nha. Hôm nay shop giảm giá còn 199.000, cả nhà lưu ý là em chỉ sale trong thời gian là 5 phút thôi, nên nếu như mình mua trễ thì rất có thể là phải mua lại cái giá khác nha. Rồi bây giờ ai xem được livestream của em chốt đơn liền. Mã váy là 1515 và kèm cho em cái số điện thoại ở bên dưới ha. Size 2X dạ có, đầm này của em 2X L84 nha. 2XL mẫu váy này của em là L84, quay đầu với chị chốt đơn, đẹp cực kỳ, xếp ly đều tăm tắp luôn. Mình nhìn cái đường ly nè, đó, đều như in từ trước phòng ra sau cho em luôn. Và cái vải này của em là cô tông lạnh, nó cũng đã dày dặn sẵn rồi, nên là không có cần lót ở phía trong ha. Lót là nó dư, chứ mà em tiếp vải nha, mà thật sự là không cần lót mẫu này luôn. 1515 em mang sẽ có cái tông màu là màu nâu, nâu nha các chị. Màu nâu này nè, có chị gọi là nâu cacao, có chị gọi là nâu sô-cô-la. Đó, nói chung cái màu này rất là tây, rất là sang, mà không có lo dự tuổi. Hôm nay chị nào ưng thì shop tặng cho các chị luôn là 199 nè, đủ size luôn. Rồi em sale cái váy này là nó đủ size cho mình luôn á, nhỏ to gì cũng có hết, cứ 40 cho tới là 65 cân thì mình chốt cho em ha. Cú pháp đặt hàng gồm có mã sản phẩm và số điện thoại nha cả nhà. Đầm em mang có đủ size nha chị Mai ơi, ML, XL, 2X em đều có. Cứ 40 cho tới là 65 cân thì sẽ vừa đẹp cho em nha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị luôn ạ. Đây, sale đây với chị mình nè, 199 nè. Mà coi cái đầm coi chất lượng không. Bảo đảm khi mà các chị nhận cái váy này cầm ở trên tay, sau rồi kiểm tra hàng em hỗ trợ cho xem. Tất cả cái đơn bên em được kiểm tra hết, mở ra xem coi đúng như em quảng cáo hay không. Đó, khui đầm này ra một cái là hết hồn liền. Không nghĩ là 199 mà cái đầm nó đẹp như vậy đâu, thật sự luôn. Dạ bên em là sẽ giao đến tận nhà luôn đó chị, mình không cần đi đâu hết trơn á. Cứ việc là xem like, lựa mẫu nha. Ưng váy nào chốt cho em mã số tương ứng. Sau đó mình có thể gộp đơn từ 2-3 đầm được nữa nha. Đó chứ không phải là mua từng cái, mấy chị ơi, mua chung một lần cũng được luôn. Càng gộp đơn nhiều càng có lợi, tại vì tổng đơn 600.000 á là mình còn được cái chương trình làm miễn phí vận chuyển. Giờ mua một đầm là chưa được free ship. Một đầm tại vì đâu có đầm đã bán 600 đâu. Đầm em
bán có trong mấy 200 cái chị Thái Hân, 399.000 thì chắc chắn là một đầm sẽ chưa đủ điều kiện rồi. Nhưng mà gộp đơn cho em từ 600 nha, 600.000 em sẽ miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho các chị luôn. Vải cô tông lạnh dày dặn, form lên xè che khuyết điểm cực kỳ tốt cho mình rồi, form dài nữa nha. 1m60 em mang là nó dài cho em qua gối, đặt xuất sắc ha. Lấy màu của em chút 1515 như chị Bảo Ngọc ơi, chưa có mã số à. Em này là cổ vét nên là các chị yêu mặc đi làm hay là đi chơi gì cũng được cho em nha. Giá sale 199.000. Giá sale 199.000 nha cả nhà ơi, hàng có sẵn đủ size cho mình luôn. 40 cho tới là 65 cân bận vừa cho em ạ. Chiều nào chưa có mẫu này bình luận nhanh tay giúp shop nha. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán cho em nè. Lấy mẫu nào cứ lên đơn cho em nha. Em mặc trên người sẽ là 1515. Hàng là hàng mới hết nguyên vẹn 100%. Giao đến tay khách được kiểm tra chứ em không yêu cầu cái gì chuyển tiền luôn á. Nhiều chị khách cứ sợ là trả tiền rồi biết có nhận được hàng không hay là có đúng em giới thiệu hay không, thì shop em sẽ hỗ trợ cho các chị là thanh toán ngay tại nhà khi mình nhận hàng và mình được quyền kiểm tra luôn đó. Cho nên là khách mới thì cũng không có gì phải lo cả. Chị Tina chốt 1515 nè, chị Katy Huỳnh em chị 72 chốt size nào vậy shop, size L cho em ạ. Mẫu này em 72 chị chốt cho em size L là đẹp thoải mái chị nha, tại vì size L mẫu này là lên theo 74 lận, 72 chị mặc vẫn còn dư khoảng tầm 2 xe rất là thoải mái luôn. 199.000 cho em ạ. ML, XL và 2X shop có đủ size cho các chị mình luôn ha. Có mẫu vest zipline này mà màu đen không em? Không rồi chị Tina ơi, em chỉ có màu nâu này thôi. Đợt trước em đã có về màu đen và em đã bán hết rồi, cho nên là không về lại. Mỗi đợt hàng em sẽ về cho mình là hoa văn và kiểu dáng khác nhau đó. Như hôm nay em có về cái màu nâu này nha, hôm nay mà không đặt qua đợt sau cái chị hỏi là em chưa chắc đã có hàng về thêm đâu. Mỗi đợt em về kiểu khác, chuyến sau em có về là về màu khác hoặc là kiểu khác luôn nha. Thích sắp ly chốt liền cho em 1515 nha cả nhà, có 199 nè. Có 199.000 mà nguyên cái đầm vest xịn sò như này, chất siêu đẹp cho em, hàng vải dày dặn cao cấp cho mình luôn. Nhận hàng cứ kiểm tra nha. Rồi ai lấy mẫu này thì bình luận nhanh tay giúp shop ạ. Giao đến tận nơi hỗ trợ cho các chị yêu xem hàng trước nha. Lấy mẫu đầm em mang đây chốt đơn là 1515 nha cả nhà. Size ML, XL và 2X em có sẵn luôn. Chị Minh Thùy một đầm 1515 size 2X ok chị luôn. Thành phố Hồ Chí Minh ship một ngày chị. Nếu mà chị trong thành phố Hồ Chí Minh cùng với em ở quận 7 nè, và tất cả các quận trong thành phố thì hầu như là một ngày cái chị nhận hàng giúp em ha. Còn cùng lắm là hai ngày thôi, rất là nhanh. Sale toàn quốc à, sale giao toàn quốc chị ơi, còn giá sale hôm nay thì có 199 à. Sơ mi hơi nhí em mặc có mã số là 1524 ạ. Hôm nay em còn hai size nha, chị nào 5565 chốt đơn cho em đi, giá hôm nay rất là rẻ luôn á. Nếu như chị nào đặt ngay bây giờ cho em luôn và trong đúng bài livestream này, em sẽ sale tặng như mình giá 199.000 rẻ không? Chưa bao giờ sale như hôm nay đúng không? Thấp nhất gần đây cũng phải bao nhiêu ạ? 300, 350. Giá hôm nay có 199 ạ, giao hàng toàn quốc cho em luôn ha. Cú pháp đặt hàng cho em gồm có là mã số và số điện thoại nha cả nhà. Em này đang có sẵn hàng cho mình là từ 55-65. Nếu mà size nhỏ hơn á, mà thích cái hoa này của em nè, nền trắng hoa nhí nè, thì có thể lấy cái size lớn về nhà mình bóp eo lại cho em một xíu nha. Chứ còn muốn mặc mà vừa y luôn thì phải đổi kiểu khác rồi. Chứ 1524 em còn size lớn thôi và cũng không có may lại, không may thêm nha. Ai nhanh tay có đơn, ai chậm tay là hết nha cả nhà ơi. Cố gắng mình đặt sớm giúp shop ạ. Mã váy em mặc trên người đây sẽ là 1524. Chị Tiên Nguyễn lấy mẫu đang mang size L. Ủa hết rồi chị ơi. 1524 shop chị còn size XL 2X nha. Chị nào size nhỏ thì em hết hàng rồi, rất là uổng à. Rồi em này hôm trước cái chị mua nè, lúc em mới về nó đủ size luôn. Hôm nay sale rẻ đúng không, nhưng mà nó cháy hàng mất tiêu. Đó nên nếu mà chị nào mà chờ em sale á, nhiều khi là nó cháy mất tiêu cái size của mình thì rất là tiếc, tại vì sẽ không có về lại. Mỗi một hoa văn cái chị để ý nha, em về có một lần thôi. Qua đợt sau là em về kiểu khác, hoa khác. Nên nếu mà ưng là phải chốt liền cho em ha. 1524 nha cả nhà, nhanh tay giúp shop ạ. Giao đến tận nơi hỗ trợ xem hàng trước nha. Cố gắng mình đặt sớm để em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình nha. Mi hoa nhí em này có cái vải tôn mềm mát thoải mái, sale còn 199.000 đồng. Dạ em không có hoa nhí màu đỏ, em không có kiểu này rồi. Hoa nhí đỏ em có cho mình là cổ tim được không?
Sơ mi thì em không có hoa nhí đỏ rồi chị ơi. Sơ mi em chỉ có hoa nhí này, màu xanh nè. Hoặc là sơ mi trắng nhụy hồng ha. Sơ mi hoa trắng nhụy hồng, nền màu xanh cho em. Còn em này là nền trắng, hoa nhí màu xanh, màu cam nâu đó. Còn hoa nhí đỏ em chỉ có cổ tim thôi. Còn chị thích sơ mi thì em không có còn hoa nhí rồi. Sơ mi em có hoa nhưng mà kiểu hoa thổ cẩm như này, nó hơi cam cam xíu được không chị? Đây, hai em cũng có nhưng mà dạng nó hơi to hơn xíu nha, chứ không có nhí giống em mặc. Nhí em mặc lẽ sai hết trơn rồi. Bây giờ tích nhí của em thì còn mỗi cái màu này nha. 1524 1524 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa sai cho các chị mình luôn ha. Cố gắng mình lên đơn thật là sớm giúp em ạ. Giao đến tận nơi hỗ trợ cho các chị yêu xem hàng trước nha. Lấy mẫu nào bình luận cho em ở phía dưới nè. 1524 nha cả nhà ơi, size XL và 2XL. Sale luôn trên line này cho các chị yêu mình với mức giá là 199.000 đồng và chỉ áp dụng cho khách mua trên like của em ngày hôm nay nha. Cố gắng mình lên đơn sớm. Hoa nhí các chị mặc nhìn lúc nào nó cũng trẻ trung. Cái màu này các chị thấy không? Trắng da nữa đó, nền màu trắng nè, đâu có sợ là kén da hay là kén tuổi gì đâu. Em này form xòe nhẹ đơn giản chị ơi, mặc không lao lỗi thời. Form váy này của em là form xòe không kén dáng nha, một lớp hai túi. Một lớp hai túi và có khóa kéo phía sau lưng nha. Rồi chị nào chưa có mẫu này bình luận nhanh tay giúp sáu bạn. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán cho em ha. Lấy mẫu nào bình luận nhanh tay em tư vấn nè. Chỉ sale trên like, không áp dụng giao bán này bên ngoài nha cả nhà. Cố gắng mình lên đơn sớm giúp em ạ. 1524 kèm số điện thoại cho em là được nha. Xin ha. Form dài cho em là qua gối nè. Nếu như thích ngắn mình vẫn có thể lên like được nha. Rồi ai lấy mẫu này mình lên đơn sớm giúp em ạ. 1524 kèm số điện thoại nha cả nhà. 1524 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Vải tôn mềm nha, hoa nhí các chị mặc nhìn nó trẻ trung ha. Ai chưa có thì cứ lên đơn sớm giúp em là được. Mã số sản phẩm nè, kèm số điện thoại giúp em nha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị luôn nha. Em mang mấy màu? Dạ có một màu thôi chị yêu ơi. Hoa nhí em mang chỉ có một màu duy nhất là màu à, màu trắng và có phối cho các chị là hoa màu à, hoa màu xanh màu nâu như thế này thôi. Rồi nhanh tay em tư vấn ạ. Mã hàng kèm số điện thoại cho em là được nha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size nha cả nhà. Mã số sản phẩm cho em váy đang mặc là 1524. Chị Hiền Mai có đơn 1524. Lấy mẫu em mang eo 86 nha shop. Ôi eo 86 em sợ nó hơi chật nha. Đại váy này là thường eo cỡ 84 á. Size chuẩn giúp em là eo cỡ 84-85 á chị. 86 em sợ nó hơi kiểu như nó hơi căng cái đầm á, là như nó vừa khít luôn, nó không có còn dư được miếng nào á thì sợ mặt nó hơi khó chịu đó. Hay là mình đo thử giúp em coi là chính xác em bao nhiêu nha. Đầm này em cỡ 84 cho em thôi, 85 là đã vừa rồi nha, 84 là thoải mái. Giá đang sale 199k giúp em ạ. 1524 và kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Về thêm mẫu đồng von hoa nhí thì các chị mình đây, em này có đủ size, mình cứ yên tâm lựa chọn giúp em ha. 40 cho tới là 65 cân vừa đẹp nè. Mã số sản phẩm cho em váy đang mang sẽ là 1535 nha cả nhà. Em về cho mình là full size luôn. Rồi chị khách nào trong khoảng tầm 40-65 cân cho em mình chốt nha. Giao đến tận nơi và hỗ trợ cho các chị yêu là xem hàng trước thanh toán nè. Bên trong đồng này em có mang kèm lót thun cô tông, vừa mát vừa thấm mồ hôi mà lại không lao bị mỏng đầm ha. Dạ dài qua gối đây, chị ơi coi giúp em nha. Em cao mét 60, nhớ trừ hao cho em cái độ dài váy nha. Tại vì mỗi chị khách là mặc khác nhau nữa, chứ không phải ai mặc cũng giống nhau đâu. Như em là cao mét 6 thì em mặc nè là nó đã qua gối rồi. Và cỡ này thì mét 4, mét 5 mặc thì cũng không quá dài đâu, các chị yên tâm cho em. Giá đang sale sẽ là 319.000. Em chào chị Như Trần ạ. Thấy chị không shop, em thấy chị Ngọc Trân nha. Rồi ưng mẫu nào cứ chốt cho em ạ. 62 cân tùy chiều cao với lại số đo eo để em chọn size. Để nhiều khi 62 cân á là có chị mặc XL, có chị mặc size 2X và có chị không vừa luôn đó. Nên là em cần cho mình là thông tin thêm cụ thể một chút xíu. Khi mà đặt hàng các chị nhớ đo cho em nha. Cân nặng, chiều cao, số đo 3 vòng. Càng nhiều thông tin càng tốt, em sẽ chọn cho mình cái size cho nó phù hợp nha. Em này có cái màu rất là trắng da luôn á, nền màu xám và có hoa màu vàng nè. Hoa nhí màu vàng và màu xanh các chị coi. Trời ơi, ngoại xinh hơn trên like nhiều. So với trên like của em, thực tế các chị nhận hàng cái màu này đẹp hơn trên like nhiều luôn. Cứ trừ hao cho em đi, bên ngoài xinh hơn cực kỳ luôn. Giá đang sale, giá đang sale chỉ có là 319 ạ. 319.000 đồng, chị nào chưa có mình lên đơn ha. Mã số sản phẩm và kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa
size cho cái chị mình nha. Size 2X hả chị? Size 2X em này em khoảng tầm là 85 nha. Size 2X em khoảng tầm 84-85 cho em là ok. Hai lớp dáng dài nhưng mà không có túi nha. Mẫu đang sẽ may cho mình là xè trơn, không có kèm túi. Rồi ai lấy mẫu đang mang thì cứ bình luận cho em ở phía dưới hả. Cú pháp đặt hàng gồm có mã số sản phẩm và số điện thoại nha. Nhanh tay em tư vấn nè, chị Ánh Nguyệt có đơn nha. 2XL hả chị? Cũng 319. Dù là mình mua cái váy của em á là size M hay là size 2X thì giá nó cũng sẽ là 319.000, chứ không có phải là nhiều vải hơn là em tăng tiền đâu các chị yên tâm. Dù size nhỏ hay size lớn thì cùng một mã số nó cũng cùng giá tiền như nhau ha. 319k cho em mã váy 1535 nha. 319k cho em ở váy đang mặc là 1535 nha cả nhà ơi. Nhanh tay em tư vấn nè. Chị Anh Thư chốt 1535, còn chị nào nữa không nè, cố gắng mình lên đơn giúp shop nha. Mã số sản phẩm và kèm số điện thoại cho em ha. Giao đến tận nơi và hỗ trợ cho các chị yêu xem hàng. Đó, mình cứ ưng váy nào thì cứ để lại cho em thông tin ở bên dưới là được rồi. Chị Ngọc Minh có đơn luôn ạ. Chị Ngọc, chị Thúy Hiền size bao nhiêu? Eo chị là 86 hả chị? 86. Bây giờ cái váy này chị mặc là kiểu như được mà nó vừa khít luôn á nha. Mặc vừa khít luôn được không, là không có dư được miếng nào nữa. Thường em trường hao cái chị eo 84-85 là mặc đẹp và vừa thoải mái. Còn lên tới 86 em sợ là nó hơi ơ một chút xíu nha. Mình có thể tham khảo giúp em ha. Rồi chị Đoàn Hậu chốt đơn nè. Lấy chị mẫu đang mang, chốt mã giúp em chị ơi, 1535 nè. Mẫu em mặc trên người là 1535. Chị nào chưa có mình bình luận nhanh tay giúp shop nha. Giao đến tận nơi và hỗ trợ cho các chị yêu xem hàng ha. Em này chất liệu von gân đó chị. Ở ngoài mình sẽ thấy cái đường gân vải nó rõ hơn. Trên like thì không thấy, thì do cái hoa văn nó nhỏ nhỏ nè. Trên like mình lựa màu cho em đi, xem màu xem kiểu giúp em nha. Chứ còn về chất thì không phải lo đâu, em bao chất cho mình luôn mà. 1535 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. 1535 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà ơi. Lấy mẫu nào bình luận nhanh tay giúp shop ạ. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nha. Form váy dài cho em nè, 1m60 em mặc là nó qua gối nè. Đó, dễ thương ha. Lấy mẫu này cứ bình luận cho em ở bên dưới là được nha. Cú pháp đặt hàng gồm có mã số và số điện thoại cho em. Chị Đinh Hoa chốt 1535 rồi, còn chị nào nữa không? Ai chưa có mẫu này mình để lại thông tin ở phía dưới liền giúp em nha. Một chút xíu nữa sẽ có nhân viên bên em liên lạc tới và tư vấn chữa hàng vừa size cho các chị mình ha. Cố gắng đặt thật là sớm để shop có thể là chọn cho các chị size vừa đẹp nè, cũng như là mình chốt được cái giá sale nha. Tại cửa hàng hơn 400 nhưng mà trên line này em sale chỉ có 319.000 cho các chị mình thôi. Ngay trên bạn buổi like của em giá còn 319. Chị nào nhanh tay có đơn và chậm tay là hết nè. 1535 và kèm số điện thoại cho em ha. Một màu duy nhất, không có màu khác nha các chị yêu ơi. 1535 giúp em nền màu xám và có hoa nhí màu vàng cho các chị mình đây. Size 2XL em có chị nha, em có đủ size. Mẫu này em mới về và đang có đủ size cho các chị lựa chọn luôn. ML, XL và 2X size nào cũng có hết. Form xề dài bên trong đúc láo và khóa ẩn được may phía sau lưng ạ. 1535 cho mẫu váy của em và số lượng còn rất là ít nha cả nhà. Mẫu em đồng sơ mi zip ly và giá 199.000 cho các chị mình thôi. Em này sẽ được may cho các chị hai lớp ạ. Bên trong em đúc lót không mỏng nha. Mẫu này của em chất liệu là vải chiffon nha chị Anna Trần ơi, vải nên không có bị xuyên thấu đâu. Nếu mà nó mỏng á thì bên trong đúc lót rồi. Đó, nếu các chị sợ như là ren nào hoặc là von mà mặc là kiểu như bị mỏng bị lộ hàng thì yên tâm là shop em sẽ may bên trong có lót nha. Trừ khi nào vải nó có độ dày dặn sẵn như là vải cô tông lạnh này hay là vải lụa chẳng hạn thì mới một lớp thôi. Chứ còn lại như em đang mang nè thì bên trong đã có lót cho mình rồi. Bảo đảm với chị mặc cho em vừa đẹp vừa sang mà lại không lo là kiểu như là bị mỏng manh lộ hàng ha. Đi chơi đi tiệc mặc đồ cho em nha. Dạ, váy này của em có cổ sơ mi đi làm được nha chị. Giá đang sale chỉ có bao nhiêu ạ? 199.000 thôi. Dạ, có sẵn hàng luôn. Em mặc là size M nè. Em đang có cho mình size từ 40 cho tới là 65 cân. Ở đây chị nào dưới 65 cân cho em mình cứ chốt nha. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán giúp em luôn. Lấy mẫu nào bình luận cho em ở bên dưới là được nha cả nhà. Mã số sản phẩm cho em là 1461 nha. Cái này xem sơ mi có cổ đó, tại vì cái cổ áo á em không có phối màu riêng như là một số mẫu khác, mà cái đầm này là phần cổ áo nó cũng sẽ cùng màu với đầm luôn, nên là nhiều khi đứng xa cái gì không có thấy, chứ nó là cổ sơ mi nha. Đây nè,
Zombie vậy chứ Phong mà. Dạ đầm này của em hả? Da bụng tốt nha, chỗ màu bí mặc được luôn á. Mình xem cho em nè. Đó, đầm này của em may subli là nó sẽ rộng hơn những cái váy bình thường rất là nhiều. Kể cả bầu bí cái chị mang cũng được. Tuy nhiên mình nhớ chọn cho em cái size phù hợp, như là phần eo, quan trọng là cái eo nè. Eo tầm 84, quay đầu cho em thì mình chốt nha. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán ạ. Lấy mẫu đầm em mặc đây, để lại thông tin cho em bên dưới là 1461 nha cả nhà. 1461 kèm số điện thoại cho em ha. Giá sale sẽ là 199.000 nha. Chị nào chưa có mình lên đơn. Rồi giao đến tận nơi hỗ trợ cho các chị xem hàng trước thanh toán nha. 1461 là mẫu váy em đang mang nha. Chị nào chưa có mình lên đơn sớm giúp shop nè. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán cho em các chị yêu ơi. Ai chưa có mẫu này mình lên đơn sớm giúp shop ha. Rồi mã số sản phẩm giúp em nha. Đầm em mang bao nhiêu tiền? Dạ 199. Đầm em mang 199.000 chị yêu ơi. Giao đến tận nơi hỗ trợ cho các chị xem hàng luôn nè. Hôm nay mình ưng váy của em thì cứ chốt cho em ở phía dưới nha. Một chút xíu rồi sẽ có nhân viên alo trực tiếp và tư vấn size cho các chị mình luôn ha. À, giá sale gồm ship chưa em? À chưa chị Ngọc Minh ơi. Giá này là chưa gồm ship ạ. 199k là chị mới có tiền đầm em đang mang thôi. Còn về phía ship á thì thành phố em sẽ ship cho mình là 20.000 tất cả các quận trong thành phố. Ship tỉnh sẽ là 30.000 đồng nha cả nhà. Ưng mẫu nào thì cứ để lại thông tin cho em ở bên dưới ha. Cú pháp đặt hàng cho em gồm có là mã số sản phẩm và số điện thoại nha. Đây là 1461 của nhà em ạ. Ai chưa có mẫu này thì lên đơn sớm giúp em ha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình nha. Lấy mẫu đầm em mang chốt đơn là 1461 nha cả nhà. Chị yêu nào chưa có mẫu này bình luận nhanh tay giúp xóa mà. Giao hàng đến tận nơi, các chị cứ yên tâm, ở nhà xem like đặt hàng không cần đi đâu hết. Em sẽ giao đến tận nhà cho các chị mình luôn. Đó, chỉ việc xem like và đặt mẫu thôi. Chọn cho em cái size phù hợp là được ạ. 1461 nha cả nhà, mẫu đang mang trên người em ha. Size M là em khoảng tầm là 68 chị yêu nha. Với lại cái mẫu này của em á, nó có thêm cái điểm nhấn là cái dây nạt dây eo. Em hay cố định cái dây này hai bên. Mình có thể cột trước hoặc cột sau tùy theo sở thích của mỗi chị. Như em cột trước nè, còn đổi lại cột sau cũng được, không sao hết trơn á. Mặt hơi rộng mình chỉ cần xiết cái gì eo vô cho em là nó vừa liền, mà không cần phải đi ra tiệm chỉnh sửa hay là mua kèm thắt lưng gì cả nha. Mã số sản phẩm cho em là 1461 ạ. Giá sale là 199.000 nha. Giá sale là 199.000 nha cả nhà ơi. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn ha. À, chất liệu là chip foam nha chị. Đầm em mang chất liệu chip foam. Vải này nó sẽ có cái độ mềm mát khi mà các chị mặc lên tông rất là thoải mái luôn. Riêng ngày hôm nay shop em trơn khách hàng cho mình luôn là 199.000 và sẽ dành cho chị nào mua trên live của em. Nếu như ngoài live stream mình sẽ bỏ ra là hơn 400. Cụ thể là tại shop em vẫn bán 450, chị nào qua trực tiếp shop sẽ mua giá đó. Còn mình ở nhà xem live thì giá lại rẻ hơn ha. Ưu tiên cho khách mua trên live của em sẽ được chốt với mức giá là 199.000 đồng. Và chỉ cần các chị đặt đúng thông tin cho em, có mã số, có số điện thoại là có đơn nha. Phong dài cho em xếp ly toàn bộ trên váy luôn nè, rất là đẹp ha. Bụng to hay là yên tâm cho em là che hết nha, che luôn cái phần chân nè. Chân không thẳng không thon nó cũng che gần như là tuyệt đối cho các chị mình luôn. Mã bao nhiêu vậy shop? Dạ 1461 nha chị Mỹ Trần ơi. Em mặc trên người là sơ mi chiffon có mã số là 1461 ạ. Giá đang sale 199.000 nha. Chị nào đặt trên line này sẽ có giá sale nha. Chị yêu nào thích đầm ren thì hôm nay shop về thêm một em váy ren xòe cho mình nha. Kết hợp với tông màu đen có nhiều ô sang xịn mịn cho mình luôn. Vừa mặc không những là không kén dáng nào mà cũng không hề kén da. Em chào chị Thu Hiền hả? Có đủ size chị hàng mới mà. 1548 là em mới về luôn á. Đang nằm trong một sưu tập mới nhất hiện tại của bên em. Trời ơi, nhưng mà giá sale mấy chị. Nếu mà ren này mà shop khác bán phải 500-700 đúng không? Rồi bây giờ đặt ngay trên bài livestream này em sale tặng cho các chị luôn ha. 349.000 nha cả nhà ơi. Xe rất là đẹp luôn. Em này đang có đủ size cho các chị yêu lựa chọn ha. Với mã số 1548 hôm nay các chị yêu đặt hàng chỉ với 349.000 đồng thôi. Form xòe cực đẹp cho mình, coi đặt chân váy nè. Độ xòe rộng của nó vừa đủ để các chị mặc lên vừa trông gọn dáng hơn mà lại không quá kiểu như là xòe phồng. Nhiều chị trung niên á lại không thích mặc xòe quá phồng. Đó, cho nên là em thiết kế cái mẫu này là cái độ xòe vừa phải cho mình luôn, vừa đủ sang trọng mà lại có thể giúp mình là
tôn dáng hơn nè, che bụng cho cái chị tốt ha. Đó, ưng mẫu này của em thì cứ chốt nha. Mà với cái tông màu đen này thì thật sự là không cần phải giới thiệu nhiều luôn cả nhà, vừa sang trọng vừa dễ mang nữa. 349.000 trên like chị Tuyết ơi, mã số giúp em chưa ạ? Lấy mẫu em mang trước 1548 nha cả nhà. Em này có thiết kế là cổ tim nè, tay lỡ nè, rồi tay ngắn nha. Rồi form váy xòe dài cho em cao 1m60 thì cái chị thấy đây, form dài cho em là qua gối và tầm ngang bắp chân ha. Ren hoa đẹp cho cái chị luôn. Đây em lại gần mình xem đó, cận cảnh luôn. Cận cảnh này đứng xa gì cái chị ơi, đầm này nó vẫn đẹp không chỗ chê luôn. Giao hàng toàn quốc nha chị Mỹ Luyến ơi, mình ở đâu ạ? Đây mình xem gần cái ren hoa cho em nè. Và váy này em sẽ may đúc lót ở trong, không lo mỏng nha các chị. Mình thấy cái vai nè, ở trong thân đầm nè, với cái tay áo nè là khác nhau hoàn toàn đúng không? Đó, ở chỗ nào cần kín đáo em đã lót hết cho các chị mình rồi. Hàng có sẵn đủ size ML, XL và 2X nha. Form là form xòe nhẹ cho mình. Và cái ren này của em cũng là loại ren mềm mà không hề cảm giác là châm chích hay là ngứa ngáy khó chịu nha. Chị nào nhận hàng mà nói là nó ngứa hay là mà không êm á là em không lấy tiền các chị luôn. Thật sự em hỗ trợ cho mình kiểm tra hàng nè. Mua váy nhà em thì không cần lo về chất lượng luôn. Lấy mẫu đầm này chỉ việc đặt ngay trên like của em, mã số sản phẩm là 1548 nha cả nhà. Em có màu này thôi, form đẹp đẹp ha, form xè cho các chị lên là che dáng tốt. Màu sắc màu đen này trời ơi, các chị ơi sang trọng khỏi nói. Cái tông màu quốc dân này thì chị nào mang cũng hợp, trẻ mang được, trung niên mang được, không có thấy chị nào gọi là kén cái màu đen này hết trơn á, mà mặc lên lại càng tôn da gọn dáng mình hơn nữa. Em này thì sẽ là một cái váy xè trơn, em không bay kèm túi nha cả nhà. Đó, xè trơn cho em ha, bên trong đúp lót rồi khóa sau thôi chứ không có túi. Nếu như đi tiệc mình có thể mang kèm một cái túi xách giống như em đây sẽ rất là đẹp và sang trọng luôn. Màu em mang là màu đen trơn nha chị Thanh Ngọc ơi. Em này sẽ không có kim tuyến gì hết nha, đen trơn, đen ren hoa thôi. Đó là một cái váy ren hoa trơn giúp em thôi. Còn nếu như mình đang tìm một cái sản phẩm ren kim tuyến em cũng có luôn. Em có về một cái mẫu ren kim tuyến nhưng mà là một cái kiểu váy khác, hoa văn khác, mã số khác và dáng đầm nó cũng khác nhau. Mình đợi em một xíu nha. Bây giờ tập trung cái mẫu váy 1548 em đang mặc trước cái đã. Chị nào ưng thì ngay bây giờ mình đặt luôn. Tại vì ngoài like của em sẽ không có còn giảm giá. Nếu như hôm nay chị khách nào qua trực tiếp shop em thì mẫu này vẫn bao nhiêu ạ? Hơn 400.000. Còn bây giờ đặt hàng là rẻ nè. Ngay trong like của em, lúc nào cái chị mình đã xem livestream đặt hàng thì tất nhiên phải ưu đãi hơn. Ngay bây giờ em sale tặng cho mình là 349.000 đồng. Sở hữu ngay một em đồng ren thiết kế mới của nhà em, không kén da kén dáng và có đủ size cho các chị lựa chọn luôn. Ở đây mặc là size M nha, form váy đây, form xòe nha chị Hà Liên ơi, form xòe không bị kén form nha. Mình tròn người hay là ốm người hay kể cả bụng tròn bụng to thì vẫn mặc được cho em ha. Tại vì hầu như với chị khách là lúc nào cũng kêu em tư vấn cái mẫu nào mặc để mà che khuyết điểm, đặc biệt là bụng, hầu như là ai cũng da bụng hết trơn á. Đó, thì cái mẫu váy này của em nè, thứ nhất là form xòe, thứ hai là tông đen trơn, cái chị mặc cho em là auto che khuyết điểm tốt, không phải lo lắng gì hết nha. Đó, màu này của em da trắng da ngâm thì cứ vô tư chốt đơn ạ. 349.000 chị Diễm Trinh ơi, có sẵn hàng rồi. Em đang có sẵn cho mình là 4 size luôn chứ không phải là 1 size. Đầm này là hàng mới, em có M, L, XL và shop có luôn cả 2X. Chị yêu nào dưới 65 cân cho em thì cứ chốt ạ. Mã đầm là 1548 nha cả nhà ơi. Form xè dài cho em qua gối ạ. 349.000 đồng nha. Duy nhất chỉ áp dụng cho khách đặt ngay trên bài livestream này của shop em. Ngoài like sẽ không được giảm giá. Nếu như chị yêu nào qua trực tiếp shop vẫn sẽ bỏ ra là phải hơn 400, tầm 450. Thì hôm nay các chị đặt luôn cho em bao nhiêu ạ? 349.000 thôi. Trừ ra cho em thì nhẩm nhẩm là cũng phải tầm cả 100.000 mình được giảm rồi nha. Rất là rẻ luôn. Chưa kể là nhiều đồng khác em vẫn đang sale, có thể gộp đơn cho em 600 để được free ship nữa nha. 1548 và kèm số điện thoại cho em. Mỗi em đồng von dáng dài cho các chị mình ha. Em này có mã số là 1536 ạ. Form sẽ dài thước tha cho mình luôn. Mẫu này mà dài thêm một xíu nữa thành cái maxi liền. Trời ơi sang lắm luôn. Nếu chị coi cho em gần nè, hoa nè. Em này sẽ có cái hoa là hoa đào cho mình, tông nền đen ha. Vải von cát dài đẹp mà có 169 nè các chị. Em báo giá mà khách không tin luôn á. Kêu 169.000 mới chị khách hỏi lại không à. Nguyên một cái sản phẩm von dài như này mà còn là váy thiết kế của nhà em. Tuy nhiên hôm nay em sale là vì nó lẻ size nên là chị nào ưng thì nhớ chốt sớm ạ. Hiện tại em đang có hai size cuối cùng cho mình là M và L. Nếu như chị yêu nào trong khoảng tầm 40-55 cân chốt đơn liền cho em tại hàng còn ít lắm. Mỗi một size ngày hôm nay em còn cho mình có vài chục đơn cuối cùng thôi nha. 169 giá rẻ không ạ?
mà đầm đẹp cho mình chứ không phải đầm bình thường đâu. Hàng thiết kế của bên em luôn, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán các chị nha, giao đến tận nơi được xem hàng. Đó, ở trên live mình xem thấy mẫu mặt như nào, nhận hàng là phải giống như vậy cho em, không khác gì hết. Form sẽ là form dài cho các chị mình nè. Em cao 1m60 chị Tú nha, mình xem cho em đi, nó dài là nó qua bóc chân luôn. Cái mẫu này là gần như là một cái maxi rồi. Nếu như chị nào đang xem live của em mà cái chiều cao của mình tầm là 1m4 nè, 1m5 thì mình có thể là mặc thành cái maxi luôn ha. Dạ à, thích cắn lên like thoải mái chị Cúc Lê ơi, yên tâm. Vậy em may cho mình á, thì trên like em mặc sam giao vậy. Còn khi mà về nhà rồi, cái chị mình thích nó ngắn hơn, mình vẫn có thể lên like được cho em, không bớt phòng đồng nha. Em này may tà ngang nè, đã may xè ngang như vậy nè, lên like không sao nha, nhưng mà em thấy đẹp dài đẹp mà. Lâu lâu mới có một cái đầm dài, chứ đợt này đa số về đầm ngắn không á. Ngắn sẵn em vẫn có một số mẫu khác cho mình. Còn em váy 1 năm, em mặc trên người đây 1536 á, là nó chỉ còn size nhỏ thôi. Chị yêu nào chưa có mình đặt bình luận cho em nha, 1536 và kèm số điện thoại nha cả nhà. Chốt luôn hôm nay là 169.000 nha, 169.000 đồng cho các chị mình ha. Mã số sản phẩm và kèm số điện thoại cho em là ok ạ. Dạ hoa này là hoa đào á chị, dễ thương ha. Cái tay cũng sẽ có hơi nhúng phồng ở trên vai một chút xíu nè. Nếu mà chị nào bóp tay mình có to thì cũng yên tâm, mặc cho em không có sợ chọc luôn. Phần cổ cũng là cổ vuông cách điệu một chút xíu cho mình nè, dễ thương ha, không có túi. Em này thì sẽ may xè trơn, hai lớp phong dài và khóa sau. Chứ 1536 em này thì lại không có túi rồi. Thích có túi mình có thể lựa kiểu khác giúp em được không? Hay là đi chơi mình mang theo một cái giỏ sách riêng như vậy cũng ok nè. Đó, đổi lại mẫu này đang sale quá rẻ quý chị. Bình thường hơn 300 mà hôm nay mình mua hàng có 169 à. Giá này là vừa bán vừa tặng cho các chị luôn. Thấy cái phòng váy nó dài mà nó xè rộng như này là cũng biết tốn bao nhiêu tiền vải đúng không? Đó, bây giờ cho các chị 169 đi chợ mua vải nhiều khi còn chưa đủ nữa. Còn đây là em may thành phẩm luôn rồi ha. Dưới 55 cân eo 74 quay đầu cho em mình chốt bạn 1536 và kèm số điện thoại cho em ha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị luôn nha. Vâng, giờ cho em qua gối ạ. Hãy hello hả chị, em hết rồi. Và cũng không may thêm luôn. Đợt sau em về cho mình hoa khác kiểu khác. Mỗi một mã số em chỉ về có đúng một lần. Lần đó em về số lượng bao nhiêu hết là em ngừng. Như mẫu này của em nè, hôm nay em chỉ còn 2 size M và L. Nếu chị nào mình mặc vừa hai cái size này thì mình lên đơn cho em. Chứ còn mình bận size lớn hơn mà mình đang chờ em về thêm á, là không về thêm kiểu này đâu nha. Đợt size về kiểu khác rồi. Bởi vậy em mới nói cái chị là tranh thủ mình đặt sớm. Thấy mẫu nào mình ưng ý đặt trong tủ đồ mình chưa có cái mẫu đó, cái màu đó, thì mình có thể lên đơn liền cho em luôn. Để thứ nhất là có cái size vừa đẹp, thứ hai là đây giá rẻ cực kỳ luôn, 169. Tại cửa hàng hơn 400.000, nhưng trên line này em sale tặng cho các chị luôn là 169k cho mẫu váy em mang. Với chất liệu là von, form dài, hai lớp, hàng may kỹ nha. Không phải 100 mấy mà mình nghĩ là hàng không đẹp hay là may không kỹ là sai nha các chị. Hàng em vẫn bán bình thường, trên like cũng phải hơn 300. Hôm nay là sale tặng tại vì lễ size. Em còn có mấy đơn cuối là thôi để lấy tương tác luôn là 169k nha. Đổi cho em là 3 lần chia sẻ like ạ. 1536 nha cả nhà. Chị yêu nào chưa có mình bình luận nhanh tay giúp em ha. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nha. Ai chưa có mẫu váy này lên đơn giúp em nè. 1536 nha cả nhà ơi. 1536 kèm số điện thoại cho em là được nha. Cố gắng nhanh tay để em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị luôn ha. Một màu duy nhất không có màu khác ạ. À. Và em này có cái hoa đào rất là đẹp luôn á. Em thấy màu này là mấy chị trung niên mặc sang quá trời nè. Hoa văn màu sắc cũng rất là nhã nhặn, không hề lè lè kén da. Da trắng da ngâm gì mang cũng đẹp cho em hết. 2XL em không còn cũng không về thêm nha. Chỉ còn size M và L nên là mới có cái giá sốt như thế này cho các chị mình. 169.000 đồng cho mẫu váy von em đang mặc nha, mã số là 1536 ạ.